Xin chào, tôi là Trần Trung và bạn đang xem video hướng dẫn từ website tomo.vn. Đây là video hướng dẫn những thao tác cơ bản của After Effects trong series giới thiệu về After Effects dành cho người mới bắt đầu. Để bắt đầu, chúng ta sẽ tìm hiểu về việc nhập một file vào dự án như thế nào. Như các bạn đã nhìn thấy ở trên màn hình, đây là giao diện của After Effects. Để bắt đầu nhập một file, chúng ta vào lệnh File Import File, phím tắt là Ctrl+I. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ giới thiệu bạn những cách đơn giản hơn. Như bạn đã nhìn thấy, đây là cửa sổ Project của After Effects. Cửa sổ này có nhiệm vụ chứa các file giúp cho người dùng làm việc. Với cửa sổ này thì chúng ta sẽ lựa chọn bằng cách nháy kép vào vùng trống ở phía bên dưới cửa sổ Project. Màn hình Import được hiện lên. After Effects cho phép chúng ta import các dạng file media bao gồm âm thanh, hình ảnh. Ấn nút Open, các file này sẽ được import vào trong cửa sổ Project. Như ở phần này, chúng ta sẽ chọn từ file trên cùng cho đến file gần dưới cùng. Như thế chúng ta sẽ đã chọn được một file ảnh, một file Photoshop và hai file video. Ấn nút Open. Như bạn đã thấy thì After Effects đã import được các file tôi vừa chọn vào cửa sổ Project. Để tiếp theo, chúng ta sẽ bắt đầu nói về panel Project. Như bạn đã thấy thì panel Project là một panel rất quan trọng ở trong After Effects, bởi vì đây là nơi chứa các file được dùng để làm việc trong After Effects. Với một video bạn thấy ở đây đang đặt ở bên ngoài này thì nó không được sắp xếp một cách có trật tự. Vì thế tôi sẽ tạo ra một thư mục. Như bạn thấy ở đây, ở phía dưới của panel Project có nút Create a new folder, là hình biểu tượng folder ở phía bên dưới. Bạn sẽ thấy ngay khi nháy trái chuột vào biểu tượng này thì một folder đã hiện lên ở trong thư mục Project. Bạn có thể rename folder này bằng cách gõ tên vào đây. Và như bạn đã thấy, folder này hiện tại chưa có nội dung gì. Chúng ta sẽ ném các file ở dạng hình ảnh vào trong thư mục Image. Và tiếp theo chúng ta sẽ tạo ra một folder khác có tên là Movie và đưa toàn bộ các footage có dạng là dạng file vào trong thư mục Movie. Như các bạn đã thấy thì việc sử dụng các folder trong quá trình làm sẽ giúp cho project của bạn được sắp xếp gọn gàng hơn. Tiếp theo, với một file Movie được đặt ở bên trong của một thư mục project, bạn phải chuột vào file đó. Bạn sẽ thấy ở bên trong của phần phải chuột có rất là nhiều chức năng. Chúng tôi sẽ đi qua một số chức năng cơ bản. Đầu tiên, New Comp From Selection. Đây là tạo ra một composition để chúng ta xử lý với video này. Chúng ta sẽ nói ở phần sau. Phần quan trọng nhất mà chúng ta hay sử dụng đó là phần Interpret Footage. Với Interpret Footage, bạn vào phần Main. Với phần Main được tạo ra bởi Interpret Footage, bạn sẽ thấy rằng là ở đây có rất là nhiều thông số. Đầu tiên, bạn sẽ thấy ở phần frame rate hiện tại đang là 25 frame trên giây, để nói rằng video mà chúng ta đang nhìn đấy là có 25 hình trên giây. Nếu trong trường hợp chúng ta muốn giảm độ hiển thị từ 25 hình thành 24 hình trên giây hoặc 30 hình trên giây thì chúng ta có thể thay đổi ở đây và không làm ảnh hưởng đến file gốc. Phần Start Time Code để nói về việc bắt đầu của một movie thì hiện tại chúng ta cứ để ngầm định là 0. Ở phần Fill and Pull Down là phần xử lý dữ liệu hình ảnh hiển thị thì chúng ta cũng bỏ qua, bởi vì cái phần này không mấy khi đụng vào. Tuy nhiên, ở phần bên dưới là phần Other Option. Đây là phần rất quan trọng để bạn xác định rằng là composition của bạn được để ở chế độ phân giải như thế nào. Như bạn đã thấy, hiện tại pixel aspect ratio của video này đang để ở chế độ square pixel, tức là ở chế độ hình vuông 1.1. Trên truyền hình thì chúng ta có để ở chế độ DVPan là 1.09. Nếu chúng ta xuất phim dành cho truyền hình TV thì chúng ta phải để ở chế độ DVPan 1.09. Với các video xuất ra ở dạng HD Play trên các cái máy laptop hoặc là máy chiếu, chúng ta nên để ở dạng square pixel. Vì thế, nếu ngầm định đang là square pixel, bạn cứ để nguyên.
ở phía dưới phần loop là file này sẽ được lặp lại bao nhiêu lần thì ngầm định của file đó sẽ được lặp lại là một lần. Trong trường hợp có một số file chuyển động của bạn, bạn muốn lặp đi lặp lại khoảng tầm từ 10 đến 20 lần bởi vì đấy là một chuyển động lặp, thì bạn có thể tăng cái vòng loop này lên. Tiếp theo của phần phải chuột, bạn sẽ thấy phần replace footage. Replace footage là một lệnh để thay thế cái video bạn đang chọn. Bạn có thể thay thế video bạn đang chọn bằng một file ở trong cửa sổ replace. Tại đây, ví dụ nếu tôi replace file MP4 bằng một file MP4 khác, tôi chọn file MP4 đó và ấn OK. Bạn sẽ thấy cái file đó đã được thay thế bằng file mới tôi vừa chọn. Lệnh này rất quan trọng trong trường hợp cái file MP4 vừa rồi bạn đã được sử dụng trong rất nhiều composition và bạn muốn thay toàn bộ từ đầu đến cuối file MP4 đó. Tiếp theo, bên cạnh lệnh replace footage có lệnh reload footage. Lệnh này sẽ rất hữu dụng khi bạn xử lý với file Photoshop. Khi bạn nhìn thấy ở trên đây file menu.psd, file menu.psd, hiện tại nếu chúng ta thay đổi nội dung trên file này và chúng ta muốn cập nhật vào After Effects, chúng ta chỉ cần phải chuột vào file menu.psd và chọn lệnh reload footage. Chúng ta sẽ có lệnh revamp in Explorer. Lệnh này giúp chúng ta xác định xem file này nằm ở đâu trên hệ thống ổ cứng của bạn. Và lệnh revamp in Bricker để xác định file này nằm ở đâu thông qua phần mềm Bricker sẽ được nói trong các bài tới. Sau khi bạn đã thông qua được phần panel project, chúng ta sẽ đi đến việc tạo ra một composition. Composition là một phần giúp chúng ta làm ra một bộ phim bằng cách phối hợp giữa các file và hiệu ứng lại với nhau. Để bắt đầu tạo ra một composition, chúng ta nhìn thấy ở bên dưới cửa sổ panel có lệnh create a new composition. Hoặc chúng ta lên lệnh composition ở trên menu trên cùng của After Effects, chọn lệnh new composition và phím tắt là Ctrl N. Ở cửa sổ composition, bạn gõ tên của composition, ví dụ. Ở phần preset, như chúng ta đã biết, chuẩn HD bây giờ rất phổ biến. Vì thế nên nếu bạn đang xử lý video dành cho HD, bạn có thể để ở HDTV 1080 ở dạng 24 hình trên giây, 25 hình trên giây hoặc 30 hình trên giây. Vì video này là video HD, vì thế nên tôi sẽ chuyển sang định dạng là HDTV 1080, 24 hình trên giây và sử dụng dạng là Square Pixel. Như bạn đã thấy vừa rồi, cái file MP4 của tôi là file 25 hình trên giây. Vì thế nên ở đây tôi sẽ đặt là 25 hình trên giây. Duration là khoảng thời gian của video, hiện tại để ngầm định là 30 giây. Những video thương mại TVC thường có thời gian khoảng thời gian từ 30 giây cho đến 1 phút. Hiện tại tôi sẽ để ở đây là 15 giây. Ấn nút OK, composition đã được tạo ra với tên là video. Phía bên dưới bạn cũng thấy video panel được hiển thị ở bên dưới. Để đưa một video vào trong video panel, bạn ném file bạn vừa import vào phần panel composition bạn vừa tạo ra. Bạn sẽ thấy file của bạn là một dòng ở trên video panel và file này được hiển thị theo thời gian phía bên tay phải của màn hình. Để xem qua hình ảnh video bạn vừa import ở phần preview panel, bạn thấy nút play, hãy ấn nút play. Như bạn đã thấy, con trỏ màu đỏ bên dưới phần timeline đã bắt đầu di chuyển và hình ảnh phía trên được thể hiện rằng khoảng thời gian mà con trỏ màu đỏ này đang chạy qua. Với những khu vực màu xanh là phần RAM preview đã được render và phần màu xám là RAM preview chưa được render. Với những khoảng render màu xanh, bạn sẽ thấy tốc độ bạn xem đang là full 100%. Vì thế nên nếu mà những cái máy xử lý với hình ảnh, tốt nhất bạn nên để RAM ở chế độ cao để có thể xem preview tốt hơn. Ở trên phần preview panel, bạn sẽ thấy có rất là nhiều nút. Tôi sẽ giải thích từng phần. Các cái nút này là nút quay trở về đầu frame, nút này quay trở về cuối frame, nút này là tiến lùi một frame và nút này là tiến một frame, nút này là nút play như bạn đã thấy. Ở đây là nút tắt phần audio, nếu trong trường hợp trong video có audio và bạn không muốn nghe nó thì bạn tắt nút này đi.
Đây là lốp. Nếu trong trường hợp bạn muốn con trỏ đi từ cuối quay trở về đầu, bạn có thể chỉnh thứ tự. Ở phần bên dưới bạn sẽ thấy có frame rate, là hiện tại ngầm định của nó đang là 25. Bạn có thể chạy preview dưới dạng là 30 hoặc 60 hoặc là 15. Skip là bỏ qua frame. Với việc bạn skip từng frame này có thể hình ảnh nó sẽ giật. Tuy nhiên rằng là để xem ở chế độ tốc độ cao thì skip frame cũng rất khá là quan trọng. Resolution là thể hiện việc render hình ảnh preview của bạn có tốt hay không tốt. Thực ra để preview thì tốt nhất là chúng ta nên để ở chế độ nhỏ để tốc độ render được nhanh nhất. Thông thường tôi hay để ở phần third hoặc quarter. Với phần composition video, bạn có thể zoom composition bằng con chuột giữa, con lăn chuột giữa ở trên con chuột. Bạn hãy lăn con chuột ở vùng video composition, bạn sẽ thấy hình ảnh được zoom ra và zoom vào. Ngoài ra bạn cũng có thể thay đổi độ zoom trên màn hình bằng nút này. Để có thể zoom từng panel lên toàn màn hình, chúng ta ấn vào nút ngã là nút trên bàn phím ở bên cạnh nút 1. Con chuột di chuyển vào đâu và bạn ấn nút ngã thì panel đấy sẽ được phóng to ra như các bạn đã thấy trên màn hình. Ngoài ra ở trên composition panel, bạn sử dụng giữ chặt nút spacebar, bạn thấy con chuột biến thành hình bàn tay và từ đây bạn có thể kéo hình ảnh sang trái hoặc sang phải để phù hợp với góc nhìn của bạn. Thông thường tôi hay zoom lên, sử dụng spacebar để zoom cận vào một đối tượng nào đó để xem chi tiết hình ảnh ở trên khuôn hình có được sắc nét hay không. Như bạn đã thấy ở bên dưới của phần video panel, trong video này tôi chỉ muốn một đoạn của cô gái này đang nói, thì đây là phần rất hay sử dụng bằng việc chúng ta xử lý khoảng thời gian, chỉ muốn khoảng thời gian từ 6 đến 8 giây, từ giây thứ 6 đến giây thứ 8. Bạn kéo phần bên trái của panel về 6 giây và phần bên phải của work area panel về phần 8 giây. Như các bạn đã thấy, với việc co nhỏ vùng làm việc work area thì phần preview cũng sẽ chỉ hoạt động trên vùng bạn vừa co nhỏ lại. Và để cắt cốt các vùng thừa, bạn phải chuột vào panel và chọn lệnh trim cốt to work area. Bạn sẽ thấy khoảng thời gian tôi đã cốp lại và phần phía trên 6 giây và phía trên 8 giây đã không còn nữa. Vậy là phần hướng dẫn của After Effects cơ bản đến đây là kết thúc. Bạn có thể tiếp tục xem tiếp bài tập tiếp theo ở phía bên dưới của trang web. Xin chào và hẹn gặp lại. Tôi là Trần Trung đến từ tò mò.vn.